Những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú thì luôn thu hút được sự quan tâm của tất cả mọi người. Và mới đây thì một tài khoản Facebook có tên là TN đã đăng tải một đoạn clip dài 24 giây ghi lại cảnh vòi rồng xuất hiện ở ga cắp treo Hoàng Thơm thuộc xã An Thới, huyện đảo Phú Quốc ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trong clip có thể thấy vòi rồng xuất hiện nhưng không mạnh lắm. Thời điểm này, du khách đang trên đường từ ga Hoàng Thơm đến ga An Thới, nên đã có rất là nhiều tàu thuyền di chuyển qua lại đúng lúc gặp vòi rồng xuất hiện. Vòi rồng lốc xoáy là hiện tượng một luồng không khí xoáy tròn mở rộng ra từ một đám mây dông xuống tới mặt đất. Đường kính của lốc xoáy có thể thay đổi từ vài chục mét cho tới vài km. Đây được xem là hiện tượng thiên nhiên đặc biệt nguy hiểm vì nó có thể cuốn theo và phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi của mình.